Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin vứt công hàm Trung Quốc cưỡng bức khoan dầu khí Việt Nam chuồn hay ở. Vâng, trong thời gian qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những cái sự việc diễn ra trên Biển Đông. Và đặc biệt ngày hôm nay hình ảnh mà Hải Trình do những cái người quan sát và những chuyên gia về hàng hải quốc tế họ đã tham khảo và họ đưa lên mạng xã hội những hình ảnh rất đặc biệt, đó là việc ngày 15 tháng 9 hôm nay tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vẫn ngày càng đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh đó để các bạn cũng tham khảo ở đây. Và nếu để sát lại thì các bạn thấy rất rõ rằng là của anh Phạm Thắng Nam đã chia sẻ tàu Hải Dương 8 đang tiến hành khảo sát lần thứ 3, bắt đầu vào ngày 7 tháng 9 cho đến nay. 9 chặng khảo sát dài khoảng từ 180 đến 200 km đã được thực hiện trong cái đợt khảo sát lần thứ 3 này. Và các bạn thấy rất rõ là hình ảnh những đường đi của chiếc tàu này rất thẳng. Và mỗi quãng đường như vậy thì được anh Phạm Thắng Nam chia sẻ nó kéo dài tới từ 180 đến 200 km ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và điều này rất nghiêm trọng vì trong suốt thời gian vừa qua chiếc tàu Hải Dương 8 cùng những tàu hộ tống hung dữ của Trung Quốc vẫn hoạt động ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và Việt Nam dường như chưa có đối sách gì để có thể xua đuổi và yêu cầu chiếc tàu này ra khỏi cái vùng biển của mình. Và đi kèm với tàu Hải Dương 8 là các tàu hải cảnh của Trung Quốc được thiết kế rất đặc biệt với những chiếc mũi nhọn bằng sắt thép được gia cố, và nó sẵn sàng đâm chìm bất cứ tàu cá nào của Việt Nam đến gần khu vực sát phía tàu Hải Dương 8 đang thăm dò ở đó. Và chúng tôi xin chia sẻ để các bạn cùng biết thêm hình ảnh. Đây là chính là một trong những chiếc tàu hiện nay đang đi có tính chất bảo vệ cho chiếc tàu Hải Dương 8. Đó là chiếc tàu số hiệu 3901, cũng do anh Thắng đã chia sẻ trên trang và chúng tôi đã tìm hiểu. Và xin cung cấp với các bạn hình ảnh của chiếc tàu rất lớn này của Trung Quốc. Và trong nội dung chia sẻ cũng như những thông tin khác cung cấp về chiếc tàu hộ tống này của Trung Quốc ghi rất rõ là gần đây Trung Quốc đã bắt tay vào một nỗ lực bền bỉ để hiện đại hóa và mở rộng đội tàu của mình, đưa vào hoạt động một số lượng lớn các tàu được chế tạo hiện đại với hơn 100 tàu đóng mới đi vào hoạt động trong vòng 7 năm qua. Kích cỡ đội tàu hiện nay được hiểu là số lượng hơn 300 chiếc, tất cả tàu hải cảnh. Chúng bao gồm các tàu bảo vệ bờ biển lớn nhất thế giới, trong đó có hai tàu trọng tải tới 12.000 tấn, dài tới 165 mét, vượt xa bất kỳ tàu nào khác được điều hành bởi lực lượng bảo vệ bờ biển, trong đó kể cả tàu của Nhật Shigama có 6.500 tấn, và thậm chí nó còn lớn hơn đến 50% so với 9.800 tấn của Hải quân Hoa Kỳ với chiếc tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Topeka của Mỹ. Như vậy là Trung Quốc đã đầu tư rất lớn vào trong cái lực lượng cảnh sát biển của họ, và dường như họ sẵn sàng cho những cuộc chiến và những tranh giành những cái vùng chủ quyền mà họ cho rằng đó là của họ, được nằm trong đường chín đoạn mà Việt Nam nói rằng đấy là đường lưỡi bò. Và lực lượng chiếc tàu, những cái tàu hải cảnh này rất hung dữ và ngày càng tăng với số lượng rất lớn, rất nhanh. Những chiếc tàu hải cảnh này được đưa vào quân số lần lượt như tàu số 2901 và tàu số 3901, và được đóng bởi nhà máy đóng tàu Jingnan của Thượng Hải. Các tàu hải cảnh có thể đạt được tốc độ tối đa khoảng 25 hải lý một giờ, tức là tương đương khoảng 45 km một giờ, như vậy là rất nhanh. Và được trang bị mạnh cho các tàu bảo vệ bờ biển với súng bắn nhanh 75mm, cũng như phụ trợ gần và súng máy phòng không khác. Các tàu cũng được trang bị sàn máy bay trực thăng và nhà chứa máy bay trực thăng kiên cố, có thể chứa máy bay cánh trung bình cũng như máy bay không người lái. Đây là những chiếc tàu mà các bạn cũng đã thấy. Và ngay lúc này, ngay thời điểm này, chiếc tàu số 3908 hải cảnh của Trung Quốc đang hộ tống chiếc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và thời điểm này, những chiếc tàu này đang hướng thẳng ra bãi thư chính của Việt Nam. Và qua hải trình của cái đội tàu này thì chúng ta thấy rất rõ rằng nó không hề bị ảnh hưởng, cản phá gì từ phía lực lượng chấp pháp của Việt Nam. Và đường thăm dò của nó kéo dài và thẳng tắp với vệt dài hàng vài trăm km một lần như vậy. Thì điều đó chúng ta thấy việc Trung Quốc quyên quyết đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà cương quyết coi đó là chủ quyền của họ. Đây, chúng tôi phóng to lên để các bạn cùng tham khảo những cái thông tin chi tiết hơn. Đó là những cái đường đi của anh Phạm Thắng Nam đã chia sẻ vào ngày hôm nay 15 tháng 9 trên trang tweet của mình, mà các bạn cũng có thể trực tiếp tham khảo. Và chúng ta thấy rất rõ là 9 cái đoạn đường này của tàu Hải Dương 8 đã đi trong vùng thời gian vừa qua với mỗi đường kéo dài
từ 180 đến hơn 200 km, như vậy là rất lớn, và như vậy là ôm trọn toàn bộ gần như những cái vùng biển gần bãi tư chính của Việt Nam, và đã bị tàu Trung Quốc ngang nhiên thăm dò một cách bất hợp pháp. Và Trung Quốc cũng gần đây cũng đã được các bạn cũng đã được thời báo cho biết, và là họ đã điều những cái tàu cẩu lớn nhất thế giới đi vào khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngay sát Phan Thiết, và dường như đây là cái động thái để họ chuẩn bị hạ đặt cái giàn khoan dầu khí trong thời gian tới. Vì các bạn biết với những cái lực lượng cẩu như vậy và tàu cẩu lớn như vậy thì họ có thể cẩu và hạ rất nhanh những giàn khoan mà bất ngờ có thể tiến vào và bất ngờ có thể rút đi. Thì những cái động thái vừa qua chúng ta thấy đây là chiếc tàu cẩu Lanjing của Trung Quốc đã đi vào sát vùng lục địa của Việt Nam trong thời gian vừa qua, mà báo chí trong nước đã không hề đăng tải cho 90 triệu người dân Việt Nam. Và các bạn cần phải truy cập vào những trang báo quốc tế như Đài Truyền hình Hoa Kỳ, Đài RFI/FA hoặc Đài Độc Lập cũng như Thời báo DE và một số trang báo chí quốc tế khác. Và đường đi của những chiếc tàu cẩu này rất sát bờ biển trong thời gian vừa qua, đó là việc họ đã thăm dò trước để chuẩn bị cho việc sẽ đặt loại giàn khoan nào thì phù hợp hơn với cái vùng biển của Việt Nam. Và chúng tôi xin chia sẻ lại hình ảnh mà đã đưa, tức là ngày 3 tháng 9 năm 2019, tàu khổng lồ Lanjing của Trung Quốc chỉ cách bờ đường cơ sở của Việt Nam 11 hải lý, tức là tương đương khoảng 20 km mà thôi, và cách đảo Lý Sơn là khoảng 30 hải lý, và cách bờ biển thành phố cách bờ biển của Quảng Ngãi cũng khoảng 30 hải lý. Thế như vậy là khi đi kèm với những chiếc tàu cẩu này thì có rất nhiều tàu hải cảnh hung dữ của Trung Quốc đi, và những cái người ngư dân Việt Nam đánh cá gần khu vực này sẽ gặp rất nguy hiểm nếu mà chẳng may đi vào đúng cái khu vực họ đang thăm dò. Mặc dù đây là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với 200 hải lý, nhưng Trung Quốc đã không hề tôn trọng. Và như vậy tất cả những thỏa thuận của Trung Quốc đối với hai đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như hai chính phủ đã bị họ dẹp bỏ vứt sang một bên, và bây giờ họ đã ngang nhiên đưa tàu các kiểu các loại vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đến lúc này thì Việt Nam cần phải có động thái rõ ràng hơn với Trung Quốc, đó là người đồng chí ở phía Bắc. Và Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho đến thời điểm này, tức là hơn 2 tháng rồi, vẫn né tránh trách nhiệm là người đứng đầu đất nước. Ông cần phải lên tiếng về việc những người đồng chí của mình đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vì bất cứ nước nào với trường hợp xảy ra như vậy thì họ cũng đều có những cái thông cáo báo chí của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước đưa ra. Mặc dù nếu ông không nói nhưng những người thư ký của ông vẫn có thể làm, nhưng điều này chúng ta đã không thấy ở ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua. Và Thủ tướng, đương nhiên với cái việc đó thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như Chủ tịch Quốc hội cũng không dám lên tiếng chỉ rõ bộ mặt gian trá của Trung Quốc, bởi vì người đứng đầu đảng chưa có lời nói và chưa đưa ra thông báo thì những người đứng đầu chính phủ cũng chưa thể nói được điều gì. Thì điều này rất bất lợi cho Việt Nam trong cái việc đấu tranh chống việc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc, đặc biệt là với quốc tế. Khi Việt Nam không lên tiếng rõ ràng thì bạn bè quốc tế không thể bênh vực cũng như ủng hộ Việt Nam một cách hữu hiệu được. Và truyền thông nhà nước ở Việt Nam đã không đăng tải đầy đủ và chi tiết các tình huống căng thẳng đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông để cảnh báo cho những người ngư dân của mình tránh gặp nguy hiểm khi đi gần. Và thậm chí họ còn đăng những cái bài vu khống truyền thông quốc tế khi các đài báo quốc tế nước ngoài và Thời báo DE đăng tải những thông tin về cái việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào lần thứ 3 trong vùng lục địa của Việt Nam để thăm dò. Và đây là những bài báo mà các bạn thấy là cái tờ báo Nhân dân, là cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ghi rất rõ. Và trong bài báo này đăng vào ngày 10 tháng 9 năm 2019 với người tổng biên tập là ông Ủy viên Trung ương Đảng Thuận Hữu đã nói rằng đừng tự trở thành nỗi xấu hổ của cộng đồng gốc Việt. Thời gian gần đây, hiện tượng một số cá nhân người Việt thiếu thiện chí với quê hương đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức lợi dụng một số phương tiện truyền thông để xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện nhằm vu cáo Việt Nam đã trở nên khá phức tạp. Tức là họ đánh giá rất phức tạp, khá phức tạp. Và đây là cái tờ báo mà của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản và đứng hàng đầu của Đảng Cộng sản. Thì như vậy thì rõ ràng là ông Thuận Hữu đã có cái tiếng nói, cũng đưa ra tiếng nói theo cái quan điểm của Đảng Cộng sản của ông. Nhưng ông đã viết thêm: Lê Trung Khoa liên tục cho đăng trên Thời báo DE bài viết có mục đích cản trở việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU, viết tắt là EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU là EVIPA, và sử dụng rất nhiều thông tin, sự kiện, hình ảnh không liên quan để tiến công một cách bị ổi vào sản phẩm xe hơi của công ty VinFast.
Gần đây trên YouTube, Lê Trung Khoa là một trong số ít kẻ liên tục bịa đặt tin tức về Biển Đông để vu khống Việt Nam, đánh lừa dư luận, kích động chiến tranh. Đấy, các bạn cũng đã thấy rất rõ ràng là ông Thuận Hữu là người tổng biên tập của tờ báo này, với vai trò là cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dùng những trang báo này để viết phản bác lại những cái thông tin mà Thời báo DE cũng thông qua những cái tờ báo khác và những cái người nghiên cứu để chia sẻ cho bạn đọc trong nước. Và họ nói rằng là tờ báo Lê Trung Khoa là Thời báo DE đã ngăn cản cái ký kết hiệp định thương mại tự do, thì quả thật ông đánh giá rất cao vào cái vai trò của báo chí truyền thông của quốc tế. Và cũng ông cũng nói thêm về việc là đánh lừa dư luận và kích động chiến tranh, thì điều này thì cũng có thể, bởi vì khi mà một số rất nhiều đảng viên Đảng Cộng sản cũng như là Quân đội Nhân dân Việt Nam và các chiến sĩ công an, những người nhìn nhận được thực tế, thì họ cũng có lẽ cũng không mong muốn cái chế độ này tồn tại nữa. Và đương nhiên bất cứ lúc nào thì những cái người đứng đầu của Đảng và Nhà nước, khi họ làm ngược lại với yêu cầu và mong muốn của người dân, thì cũng sẽ bị bản thân những cái người trong nội bộ Đảng Cộng sản họ trừng trị. Và cuối cùng thì thông qua mạng xã hội và qua rất nhiều những sức ép khác nhau, hàng triệu người dân và đảng viên Đảng Cộng sản đã biết sự thật về cái việc đang diễn ra ở trên Biển Đông, ở ngay ngoài bãi Tư Chính. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã buộc phải ra công hàm phản đối, mặc dù rất muộn màng, sau rất nhiều ngày Trung Quốc đã xâm lấn lần thứ ba cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và các bạn cũng đã tham khảo những cái thông tin mà trên báo trong nước đã buộc phải đưa ra và nói rằng là Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8. Và trong cái thông báo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam có nói rất rõ là nhóm tàu Hải Dương Địa chất 8 đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam lần thứ 3 kể từ ngày 7 tháng 9. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận chiều ngày 12 tháng 9 và yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu này. Và đây là cái điều mà Bộ Ngoại giao đã nói ra và xác nhận tất cả những thông tin gì mà Thời báo DE và những trang báo quốc tế như Đài Truyền hình Hoa Kỳ, Đài RFI, FA và nhiều trang báo độc lập ở nước ngoài khác đăng là hoàn toàn chính xác. Nhưng báo Nhân dân của ông Thuận Hữu thì lại nói ngược lại và đả kích những cái thông tin mà chúng tôi đã đưa tin. Thì đây là cái điều mà ông Thuận Hữu cần phải suy nghĩ khi mà là người làm báo và đưa những thông tin cần phải trung thực và phải thống nhất. Khi mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa thông tin xác nhận như thế này thì rõ ràng là tờ báo Nhân dân của ông Thuận Hữu đã đăng hoàn toàn sai trái. Và nếu ở Đức thì những cái việc đó ông Thuận Hữu có thể cho đính chính lại và đăng cáo lỗi với bạn đọc, như vậy thì mới có thể tạo được uy tín về lâu dài. Và ngoài ra thì theo những cái thông tin mới nhất thì hải trình của tàu Hải Dương 8 lần này đang hướng thẳng đến bãi Tư Chính, nơi có giàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản làm việc cho liên danh dầu mỏ Rosneft của Nga và tập đoàn dầu khí Việt Nam. Và hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ thêm đó là chiếc giàn khoan này, giàn khoan Heroku 5 kéo dài lịch trình hoạt động giữa bối cảnh bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu. Và đây là cái chứng thực của trên trang báo trong nước đã đăng. Giàn khoan Heroku 5 tại khu vực lô 061 bể Nam Côn Sơn ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam sẽ tiếp tục hoạt động khoan thêm 1 tháng rưỡi so với dự kiến, tức là từ ngày 30 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019. Thì như vậy đúng ngày hôm nay thì sẽ hết hạn cái giàn khoan để hoạt động ở trên Biển Đông. Và cũng ngày hôm nay chiếc tàu Hải Dương 8 cùng với đội tàu hộ tống của Trung Quốc đang tiến về khu vực bãi Tư Chính này. Có lẽ thông qua những cái mạng lưới tình báo và những thông tin, họ đã biết được ngày hôm nay là ngày cuối cùng hoạt động của giàn khoan của Nhật Bản. Và nếu giàn khoan này đúng hạn rút đi, là sáng mai rút đi, thì thế vào đó chắc chắn là sẽ là những cái giàn khoan và tàu cẩu của Trung Quốc sẽ đến để đặt giàn khoan, và điều đó Việt Nam sẽ bất lợi rất lớn trong thời gian tới. Và trong thông báo mới nhất về hoạt động của giàn khoan Hakuryu 5 tại khu vực lô 061 bể Nam Côn Sơn ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam có trụ sở ở Vũng Tàu cho hay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cập nhật lịch hoạt động khoan tại đây kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Và đây là cái thông tin mà các bạn cũng có thể xem được trên một số trang báo trong nước. Và khi giàn khoan này ngày hôm nay rút đi, lập tức Trung Quốc sẽ thế chân Việt Nam và toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là khu vực bãi Tư Chính, sẽ rơi vào tay Trung Quốc. Và lúc đó ở Việt Nam sẽ rất bất lợi, vì đây là con đường rất quan trọng cho hàng hải quốc tế, với tổng số tiền buôn bán đi qua hàng năm lên đến 5.000 tỷ USD. Và lực lượng cảnh sát biển và chấp pháp của Việt Nam đã rất mỏng và yếu so với đội tàu trên 300 chiếc hải cảnh hung dữ của Trung Quốc đã không thể bảo vệ được chủ quyền trong thời gian qua và trong thời gian tới. Vì các bạn cũng đã biết Trung Quốc họ đầu tư rất lớn cho quốc phòng và cho những cái tàu bán quốc phòng như vậy.
và quân đội Việt Nam gần đây hay đưa những cái chiếc tàu của mình lên báo để khoe vũ khí phòng thủ bờ biển và tàu chiến mới mua của Nga, nhưng chưa thấy có thái độ hành động cụ thể với Trung Quốc mà chỉ đi làm một số công tác và đội ngoại giao duyệt binh ở một số nước. Và chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh mà chiếc tàu của Việt Nam mới mua, đó là tàu 015 Trần Hưng Đạo tham gia lễ khai mạc diễn tập chung ở Trung Quốc ngày 20/10/2018. Đây là hình ảnh của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa tin, và chúng tôi xin chia sẻ ở trên ngay chiến hạm Trần Hưng Đạo này là treo hai lá cờ màu đỏ, một chiếc một đỏ sao vàng là của Việt Nam, một chiếc là một cầu đỏ nhưng mà có bốn sao nhỏ và một sao to, đấy là của Trung Quốc. Và chiếc chiến hạm Trần Hưng Đạo này là chưa xuất hiện và không xuất hiện trong cái thời gian qua khi Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền mà chỉ đi tham gia những cái vấn đề đối ngoại như vậy. Để điều đó Việt Nam, quân đội Việt Nam cũng nên xem lại chính sách của mình, vì sẽ rất nguy hiểm nếu những chiếc tàu này đi vào hải phận và tham gia tập trận hoặc tập dượt cùng với tàu Trung Quốc, thì chắc chắn là những cái khí tài và những tín hiệu và những mã hóa của chiếc tàu này rất dễ bị Trung Quốc xâm nhập và có thể điều khiển khi họ thấy cần thiết. Và điều đó sẽ dẫn đến Việt Nam tạo bất lợi khi có chiến tranh, chiến sự xảy ra ở trên biển. Và Chủ tịch nước và Nguyễn Phú Trọng thì vẫn đang say sưa với chủ nghĩa cộng sản và đã vốn đã bị thế giới đào thải từ rất lâu rồi, ngay trong cái nôi sinh ra của nó là nước Đức ở đây, cũng như nước Nga thì không còn ai sử dụng thể chế cộng sản nữa. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng vào những năm 80 có đi học ở bên Liên Xô công tác xây dựng đảng, nhưng đến nay thì những điều đó đã không còn thực tế và hoàn toàn sai trái. Cho nên những cái nước mà phát sinh ra chủ nghĩa cộng sản, họ cũng đã vứt bỏ toàn bộ những cái chủ nghĩa này và đưa rất nhiều những quan chức cộng sản trước đây khi họ đàn áp nhân dân ra xét xử trước công chúng và tòa án quốc tế. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì lại cũng đang loay hoay và rất nhiều vào những cái vấn đề đối nội và dường như chưa tìm ra lối thoát. Và gần đây nhất chúng ta thấy ông xuất hiện trước cái hôm Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngày mất của ông Hồ Chí Minh, và ông đi vận động viên những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam canh giữ lăng Bác, tức là cho chú đáo. Và điều đấy thì rất là đặc biệt, bởi vì Việt Nam vẫn có một cái xác ướp để ở ngay giữa Ba Đình, ngay khi mà ông Hồ Chí Minh trước khi mất cũng đã không muốn như vậy. Còn chủ quyền của đất nước nơi và với sinh mạng của trên 90 triệu người dân Việt Nam đang bị Đảng Cộng sản và những người đứng đầu nhà nước thì đã phớt lờ đi và vô cảm. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 15/9/2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những thông tin các bạn mong muốn được tiếp cận, và chúng tôi sẽ cũng cập nhật nhanh nhất, trung thực nhất đến các bạn. Chào các bạn và chúc các bạn một tuần mới nhiều vui vẻ và hạnh phúc.